anh xuất phát từ đâu và anh ta làm những cái gì, anh ta hoạt động những cái gì để tôi chứng minh cho cái phần thứ ba của tôi. Ok, bây giờ mình quay lại quá khứ nha, mình quay lại quá khứ một chút. Đây 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 này. Ok các bạn, thì anh Đài á, là anh sinh năm 1969. À, ngày nào cũng cần biết, ngày nào cũng cần biết nha. Thì anh Đài sinh ra và lớn lên dưới chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giống như tôi vậy đó. À, ở Hưng Yên, và anh sinh năm 1969. Như vậy những người mà sinh năm 1969 có nghĩa là học phổ thông trung học, tôi nói học đều đặn nha, không có bị ở lại lớp, ví dụ lớp 1, lớp 2 bị ở lại lớp 3, tôi nói là những người học từ phổ thông trung học là cái năm 1984 đến 1987. Và nếu mà học đại học cũng trôi chảy luôn, là ví dụ đại học 4 năm này, đại học luật là 4 năm nha, đại học luật 4 năm, đại học bách khoa cũng 4 năm, đại học kinh tế 4 năm nha, thì tốt nghiệp đại học á, là học cái năm là từ năm 1987 đến năm 1991. Ok, với cái năm sinh thế này. Nhưng mà anh Đại á, là năm 1990 thì anh Đại á, là xuất khẩu lao động sang Cộng hòa Dân chủ Đức, đúng vào năm 1990. Như vậy điều này có nghĩa rằng các bạn, điều này có nghĩa rằng anh Đại khi tốt nghiệp phổ thông trung học ra có thể thi rớt đại học, hoặc là học cao đẳng gì đó, có thể học cao đẳng hoặc là không học đại học. Tại vì sao? Tại vì nếu học đại học á, là phải từ năm 1987 rồi phải tốt nghiệp là năm 1991 mới ra cử nhân được, mới ra cử nhân luật chẳng hạn. Nhưng mà anh Đại là năm 1990 thì lại đi sang lao động ở Đức. Điều này có nghĩa rằng sau khi học tốt nghiệp phổ thông trung học có thể anh Đại thi rớt đại học không học gì cả, hoặc là anh Đại học cao đẳng trung cấp, tức là học 2 năm các bạn. Cho nên mới có cái chuyện á, là năm 1990 thì anh Đại xuất khẩu lao động sang Cộng hòa Dân chủ Đức. À, và tới đây tôi nói thêm các bạn này. À, những cái người mà trước đây nha, những cái người Việt Nam trước đây nha, mà được gọi là được xuất khẩu lao động sang Cộng hòa Dân chủ Đức là con cháu cộng sản. Con cháu cộng sản mới đi được Cộng hòa Dân chủ Đức, đi Liên Xô, đi tìm khác, chứ còn thứ như tôi hả, bắt đầu đang cho đi các bạn. Nhưng thằng bốn như tôi đừng có đi. Những người mới đi lao động á, xuất khẩu sang những cái nước mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa cũ á, đây Cộng hòa Dân chủ Đức, là con cháu cộng sản các bạn thì mới được đi. Ok. À, thì sau đó anh Đại á lại quay về Việt Nam học luật. À, như vậy các bạn đi lao động xong rồi nha, có thể đi lao động từ 1 tới 2 năm mà thôi. Và anh ta về anh ta học luật. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì là năm 1997. Năm 1997 các bạn, thì Nguyễn Văn Đài tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội. Và năm 1997 thì tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội. À, thì các bạn biết là học luật như vậy thì phạt 4 năm, đúng không? 4 năm thì như vậy là năm 97, 96, 95, 94, 93, phải học. Ví dụ như học, ví dụ anh Đài học tốt nghiệp năm 97 thì anh Đài phải học là năm 1993. Mà trong khi đó là anh Đài đi lao động là năm 1990. Như vậy là có khả năng anh Đài chỉ lao động từ 1 tới 2 năm, cùng lắm là 3 năm mà thôi, mà có thể là 2 năm. Tại vì khi anh Đài tốt nghiệp luật xong rồi thì 1 năm sau mới tự ứng cử, chẳng lẽ sinh viên mới ra trường ứng cử liền. À, như vậy ứng cử rất sớm nha. À, và như vậy các bạn, năm 1997 thì Nguyễn Văn Đài từ ứng cử vào đại biểu Quốc hội, nhưng cuối cùng bị trật không được. À, bị trật nhưng không được nha. Ok. Thì sau đó các bạn, thì sau đó Nguyễn Văn Đài mới tham gia các đoàn luật sư Hà Nội và Hưng Yên, và Vĩnh Phúc. Như vậy là khi mà anh Đài ứng cử đại biểu Quốc hội, từ ứng cử đại biểu Quốc hội vào năm 1997 nhưng mà không được, không đạt, bị rớt, thì anh Đài tham gia vào cái đoàn luật sư Hà Nội và Vĩnh Phúc. Và như các bạn biết, luật sư ở Việt Nam á, là cả cái gì các bạn? Việc luật sư Việt Nam nó đơn giản chứ không phức tạp như ở Mỹ, có đang có nhiều ngành lắm. Luật sư ở Việt Nam là tranh cãi cái gì? Tranh cãi về hình sự. À, ví dụ như người nào mà bị tội hình sự á, thì đứng ra bảo vệ gọi là criminal defense, bên này gọi như vậy, tức là bảo vệ những người bị tội hình sự. Và thứ hai này các bạn, bảo vệ những cái đương đơn hoặc là bị đơn về cái tội dân sự. À, nhưng mà thường thường rơi vào hình sự nhiều hơn, còn dân sự Việt Nam á, nó mỏng manh, nó nhập nhà gì với hình sự lắm. Nó tóm lại luật sư ở Việt Nam á, chủ yếu là luật sư để bảo vệ về hình sự và dân sự, rất đơn giản các bạn.
đã luật sư Việt Nam là chỉ có chừng đó thôi. còn mấy cái ngành khác nó yếu lắm, nó không có rõ ràng. Luật ở Việt Nam nó như vậy các bạn. Và như vậy các bạn là anh Đại học luật, hồi nãy tôi nói các bạn anh Đại là được xuất khẩu đi lao động sang Cộng hòa Dân chủ Đức, ngon nhá, ngon hơn Liên Xô nữa, và anh Đại lại được học luật nữa. Thì mà vào cái thời điểm mà anh Đại sinh năm 1969, vào cái thời điểm này các bạn, vào cái giai đoạn này, những người mà được xuất khẩu lao động đi các nước xã hội chủ nghĩa, và đặc biệt anh Đại này là người học luật nữa, thì chắc chắn một điều đó là con cháu cộng sản. Vấn đề cộng sản hàng nhất hàng nhì thôi, chứ còn là chắc chắn là con cháu cộng sản. Còn cỡ như tôi, cái thời tôi cũng thời này, tôi hiểu rất là rõ. Cái thời tôi các bạn nha, cái thời tôi nha, mà thi đại học mà rớt nữa nha, thi đại học mà rớt á là đi Campuchia ngay lập tức. Không có nói nhiều xa nhau, mà đến cái độ mà tôi đang học nữa, chừng hồi tôi đang học lớp 11 nha các bạn. Là ông tổ trưởng ông tới nói này, nhà mày nghèo, nhà mày đách có con mẹ gì hết, chẳng quen ai hết trơn, cố gắng học giỏi nha con. Cái tôi hỏi là sao bác, có nghĩa là sao? Cố gắng học giỏi nha, tại vì năm sau mày thì học lớp 12 đúng không? Dạ. Năm sau mày thi rất đại học là mày đi Campuchia. Nói thẳng luôn, mà đi Campuchia ngày xưa hả, 50 sống 50 chết. Nói thẳng. Cho nên con cố gắng còn học thì chưa được đại học nha. Thi đậu đại học là thoát, mà con thi rớt là bắt con đi Campuchia ngay lập tức. Nói tôi như vậy. Tôi mới nói tổ trưởng là chú đừng lo, mà sợ con thi đổ đầu. Nó dốc một chút. Cho nên mà cái thời anh Đại thế này nha, mà ảnh không có học đại học. Rõ ràng không có học đại học, tại vì anh đi xuất khẩu lao động vào năm 1990. Thì như vậy, một là anh không học gì cả sau khi tốt nghiệp 12, hai là chỉ học trung cấp mà thôi. Mà ngày xưa học trung cấp đó, nhiều thằng nó bắt đi bộ đội, mà anh Đại không đi bộ đội mà lại đi xuất khẩu lao động. Và cái thứ hai là khi anh Đại mà lao động ở Đức 1-2 năm mới về rồi mới học đại học luật, thì có nghĩa là anh học đại học tại chức, chắc như vậy. Thì chứng tỏ là con cháu cộng sản, chắc luôn. Có vấn đề là cộng sản gặp phải cộng sản bèo bèo thôi, còn chắc chắn là cộng sản. Còn cái thứ như tôi ngày xưa mà học luật xong không cho học đó các bạn, nó bây giờ nó cho học luật đó. Từ hồi đó tôi hỏi hết rồi, tôi hỏi nhiều trường đó, tôi mới quyết định tôi thi. Nó không có cho tôi học luật đó. Học luật là gia đình có công với cách mạng. Như vậy qua cái chuyện là anh Đại được xuất khẩu lao động và anh Đại học luật, thì tôi chứng minh cho các bạn rằng anh Đại là con cháu cộng sản. Nhưng mà con cháu học cộng sản là gọc hay là bèo hay là cái chuyện đó là chuyện khác, nhưng mà con cháu cộng sản cái đã, ok, quan trọng lắm nha. Thì như vậy khi mà năm 1997, có nghĩa là vừa tốt nghiệp đại học ra có thể là một năm thôi, thì anh Đài là tự ứng cử vào đại biểu quốc hội. Như vậy các bạn thấy cái đầu óc á, là luôn luôn nghĩ tới cái chuyện mà làm chính trị, mà làm chính trị cho chế độ cộng sản. Nhưng mà bị rớt, có lẽ lúc này còn trẻ quá bị rớt. Thì sau đó mới gia nhập vào cái đoàn luật sư Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. Và cuối cùng gì các bạn? Cuối cùng là có lẽ là không biết vì sao, chắc làm cũng kiếm tiền không được bao nhiêu. Và sinh ra cái chuyện là bất mãn chế độ. Chắc đời đã bất mãn chế độ các bạn. Và anh ta bắt đầu tham gia, chủ làm luật sư nhưng mà chủ yếu tham gia bào chữa cho những người mà chúng ta gọi là tù nhân lương tâm. Mà bên Việt Nam người ta gọi là Nguyễn Văn Đái, tham gia bào chữa cho các thành phần chống đối chính quyền. Tôi dùng ý cái từ của họ luôn. Tôi đang đọc báo đó các bạn. Tôi đang đọc báo mà hồi cái năm này nó viết. Tôi đang đọc báo đó. Uống nước. Như vậy anh Đài là luật sư. Mà thật ra là anh Đài chỉ bảo vệ cho những người mà bên Cộng sản Việt Nam người ta dùng cái từ là gì? Để bảo vệ cho các thành phần chống đối chính quyền. Mà chúng ta ở đây chúng ta gọi là các tù nhân lương tâm, những người đứng lên có tiếng nói. Đặc biệt là anh Đài tham gia vào cái nhóm gọi là 8406. Những cái nhóm này ngày xưa Trung Quốc Huyền có tham gia. Và cái nhóm này nó hoạt động chủ yếu là tên Park Talk. Tôi nhớ cái Park Talk này, 8406. Ngày xưa là tôi biết cái nhóm 8406 này, hình như là có Trung Quốc Huyền cái nhóm này nữa, Trung Quốc Huyền ở phía Nam. Lúc đó tôi lại là đối nghịch cái 8406. Lúc đó tôi là bò đỏ. Lúc đó tôi là bò đỏ nha. Là tôi thường xuyên, nó thường xuyên cũng đúng, tôi thỉnh thoảng tôi lên Park Talk, tôi tham gia, tôi nói chuyện với những người mà có tư tưởng chống đối Cộng sản Việt Nam. Lúc đó tôi với Nguyễn Bá Thanh cùng một phe. Tất nhiên tôi không có dùng cái tên thiệt của tôi dùng một cái nick gì đó tôi cũng nhớ nữa. Và tôi tham gia cỡ chừng 4-5 tháng gì đó, và tôi thấy nhiều chuyện mà không hợp tôi bỏ. Tôi rời Nguyễn Bá Thanh, tôi không chơi nữa.
Ok, thì tôi biết cái nhóm này là nhóm 8406, à, một cái nhóm dân chủ, còn những người anh em trong nước nước ngoài đứng lên cũng đối lập, rồi cũng nó qua nó về đạo phái. Và Nguyễn Văn Đài cũng tham gia những cái gọi là blogger Việt Nam và những cái nhóm no n n you know no chắc chống Trung Quốc cái gì nữa. Và đặc biệt Nguyễn Văn Đài tham gia một cái gọi là cái hội anh em dân chủ. À, đây là cái hội mà Cộng sản Việt Nam nó rất là cay cú cái hội này, và nó cho cái hội này là gọi là người ta gọi là cái ổ nhóm phản động. À, cái 8406 với blogger Việt Nam với cái nhóm nâu này người ta cũng gai mắt nhưng mà mức độ nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà cái chính quyền Cộng sản Việt Nam người ta rất bực mình và rất người ta rất gai mắt cái nhóm gọi là hội anh em dân chủ, bởi vì người ta cho đây là cái ổ nhóm phản động. Và cái ổ nhóm phản động này là có sự giúp đỡ, giúp sức của các tổ chức phản động ở nước ngoài. Và ý người ta nói đây là đảng Việt Tân. À, Việt Tân ủng hộ cho cái hội anh em dân chủ nó rất là mạnh. Cho nên Cộng sản Việt Nam, người ta ghép cái hội anh em dân chủ này, người ta gọi là cái ổ nhóm phản động. Tôi đang đọc báo. Đang đọc báo. Đọc báo đảng. Ok. À, tình hình vui ha, điều kiện vô nãy giờ quên. Đọc báo đảng mà lùi lao đồ chơi, nãy giờ quên hỏi các bạn nhắc tôi. Đọc báo đảng thì phải đeo kiến thôi, đọc sai nó chửi ha. Báo đảng bà đang lâu rồi nhé, trời năm 2000 lẻ mấy. Tôi moi lên các bạn đeo vô à, được chưa này chưa à, ok. Thì các bạn sau đó vào năm 2007 thì Nguyễn Văn Đài bị bắt lần đầu, lần thứ nhất, à, lần thứ nhất bị bắt nha, 2017. Thì Nguyễn Văn Đài bị bắt là bị khởi tố vi phạm điều 117 với cái mức án là gì? 5 năm tù giam cộng với 3 năm quản chế và tước bằng luật sư. À, không 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 cho bà luật sư nữa, tước bằng luật sư vào năm 2007 khi bị bắt. À, và các bạn tiếp tục nha. À, sau khi đi tù về nha là vào ngày 15 tháng 12 năm 2015 lại bị bắt thêm một lần nữa. Đây 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 các bạn nha. À, đây đây Bộ Công an nha. Tôi đọc các bạn nghe này. Thông báo về việc bắt đối tượng Nguyễn Văn Đài của Bộ Công an. Ngày 15 tháng 12 năm 2015, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can. À, cho là rõ một chút nha. À, báo cũ mà rõ rõ một chút, đọc cho đã nha các bạn. Đây đây đây. À, ok. À, như vậy là ngày 15 tháng 12 năm 2015, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1969 tại Hưng Yên, à, trú tại phòng 302 28 à, Z8 tập thể Bách Khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, về tội này tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điều 88 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định lệnh cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an. Ngày 16 tháng 12, một ngày sau đó, năm 2015, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra chỉ thị lệnh bắt, lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Văn Đài. Vụ án đã được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy là anh Đài là anh cái như đi bảo vệ những cái người mà gọi là họ gọi là chống đối chính quyền nhân dân đến năm coi như 2015 hốt luôn. À, cái thời điểm đó là tôi biết, cái thời điểm đó là tôi đang làm ở Việt Nam, tôi biết, tôi chỉ nghe thôi, tôi đọc báo tôi nghe nghe vậy thôi. Còn cái thời điểm mà bắt lần đầu tôi không để ý, lần thứ hai là tôi biết, tôi mới nói ông này ông liều thiệt á, bữa trước bắt lần rồi đi tù rồi về như là làm tiếp, tôi nói đài ông Nguyễn Văn Đài ông liều, liều mạng liều, phải nói là coi như là tinh thần thép. Tôi nói như vậy các bạn. Ok, và cái lần này các bạn, lần này nghe chưa, à, lần này bị bắt. À, bắt coi như là, nhưng mà bị bắt 2005 ấy, nhưng mà nó cái giam mãi luôn, mà đến đến cái thời điểm này và 30 tháng 7 năm 2017 nó mới bắt đầu mới khởi tố vụ án. À, đây là cái đài của truyền hình nhân dân nha, khởi tố vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Như vậy là gần 2 năm sau nó mới xử các bạn. Ok. Và mức kêu án là 15 năm tù giam cộng 4 năm quản chế. Ghê chưa? Ghê chưa? À, nhưng mà thật ra là anh Đại mới ở tù hơn năm thôi. Hơn năm thôi. À, hơn một năm thôi đã được phóng thích các bạn. Đã các bạn. À, đây là ngày 8 tháng 6 năm 2018. Có nghĩa là ở tù hơn năm thôi. Thì Đức
hoan nghênh Việt Nam phóng thích luật sư Nguyễn Văn Đài. À, kêu án tới 15 năm và quản chế 4 năm, nhưng mà thực chất ra Đài ở tù chỉ có hơn 1 năm. Và Cộng sản Việt Nam phóng thích, à, và nước Đức hoan nghênh. Đây là phóng thích 3 người nha. Đây các bạn, có lại to lên. Đây, người ngoài cùng là bà Vũ Minh Khánh. À, thứ hai là Nguyễn Văn Đài. Thứ ba là bà Lê Thị Thu Hà. Lúc này đang ở Đức, đã qua rồi. Cái này là vào ngày 8 tháng 6 năm 2018. À, có lẽ cái người mặc áo xanh này chắc là vợ của anh Đài chắc. Còn tôi nhớ cái cô này, cô Lê Thị Thu Hà là đồng nghiệp của anh Đài. Cô này ngày xưa cũng lì lắm đây. À, ngày xưa tôi nghe như vậy các bạn. Như vậy các bạn, Nguyễn Văn Đài chỉ ở tù hơn 1 năm thôi thì bị phóng thích. Đức phóng thích các bạn ra ngoài. À, mình cứ hiểu vậy đó nha. Rồi tiếp tục. À, và anh ta tị nạn chính trị ở Đức. Ok. Đây. Đây nha. Thì như vậy là Đài tị nạn chính trị ở Đức. Thì sau đó thì Đài thành lập một cái kênh, à, gọi là luật sư Nguyễn Văn Đài. À, khơi phóng sức mạnh dân tộc, xóa bỏ độc tài Cộng sản Việt Nam, chung tay xây dựng giấc mơ. Thì Đài có Đức thì thành lập một cái kênh là luật sư Nguyễn Văn Đài cho đến ngày hôm nay. Thì vào ngày 26 tháng 6 năm 2018. Ok, như lúc này ở Đức này nha. À, như vậy là ngày 8 tháng 6 là mới qua, đến cuối tháng, đầu tháng qua thì cuối tháng là thành lập cái kênh này các bạn. Được chưa? Tôi đang nói quá trình các bạn. Và một năm sau, 2019, anh ta qua Mỹ. À, cụ thể đây là ở Venezia. À, vào ngày 23 tháng 12 năm 2019 thì anh Đài qua bên này và mang cái vị trí là gì, là cựu tù nhân Nguyễn Văn Đài, phong trào dân chủ Việt Nam, à, sẽ thành công. Anh ta qua nói chuyện với một số người Việt ở đây, à, cái đài video người ta quay được. Và tiếp tục như vậy các bạn, à, cứ tiếp tục đến năm 2020, anh Đài vẫn tiếp tục cái con đường đấu tranh về nhân quyền. Và lúc này là anh ta mang một cái danh gọi là luật sư về nhân quyền. Nguyễn Văn Đài nói về nhân quyền tại Việt Nam. Như vậy các bạn, như vậy Nguyễn Văn Đài là một luật sư, à, luật sư tham gia cái đoàn luật sư Hà Nội và Vĩnh Phúc. Thì như tôi nói các bạn, ở Việt Nam luật sư là chỉ có luật sư đi bảo vệ, à, gọi là criminal defense, tức là bảo vệ những người bị luật hình sự với hoặc là dân sự thôi. Nhưng mà anh Đài bây giờ đi bảo vệ mấy cái người gọi là bên Việt Nam gọi là chống đối chính quyền nhân dân, cho nên là người ta tự đặt cho ảnh là một luật sư về nhân quyền. À, chứ còn Việt Nam có cái luật sư nào nhân quyền hết đó. Ở Việt Nam không có một cái ngành luật sư nào nhân quyền cả, mà có nhân quyền ở đâu luật sư. Không có nhân quyền mẹ gì hết. Có lẽ là cái luật sư nhân quyền này ấy, có lẽ là một cái tổ chức quốc tế nào đó người ta đặt cho anh Nguyễn Văn Đài. Chứ còn Việt Nam tôi nói không có cái luật sư mà luật sư nhân quyền ấy. Có nhân quyền đâu có luật sư. Như vậy đó là tiểu sử nha. À, như vậy tôi tin bay các bạn nó rất là rõ ràng như vậy nha. Ok. À, bây giờ tôi nói thêm cái này. Bây giờ có nhiều người nói thế này. À, cho tôi cắt cái này nha, nóng quá. nóng quá. Đeo cái headphone này vô thì tôi kiểm soát được cái âm lượng, nhưng mà đeo nóng khó chịu quá. À, bây giờ vấn đề đặt ra thế này, có nhiều người, tôi nói nó có rất nhiều người và có rất nhiều YouTuber người ta lập luận thế này các bạn. Người ta nói hiện nay cái tù nhân lương tâm ở Việt Nam á thì khoảng chừng 300 người. À, 300 người bị bắt nha. Bị bắt giam nha. Còn ngoài ra có nhiều người hoạt động, và tôi chưa nói một cả mớ ở bên Thái Lan này các bạn. Thì có một số người, và tôi nói có cũng khá nhiều người, người ta lập luận thế này. Người ta nói tại sao tù nhân lương tâm nhiều vậy? À, mà tại sao là anh Đài được đi nước ngoài? Điêu Cày được đi nước ngoài? Rồi mẹ Nắm đi nước ngoài, cụ Huy Hà Vũ, rồi Tạ Phong Tần, rồi vân vân vân, cũng có một số người tại sao là không đi hết, mà tại sao đi số người này thôi, như vậy họ là việc cộng đồng vùng cái gì nữa. À, người ta lập luận như vậy các bạn. Người ta lập luận là cộng sản gì, cộng sản người ta tạo ra những người như Nguyễn Văn Đài, như mẹ Nắm chẳng hạn. Ở đây mẹ Nắm Nguyễn Văn Đài chẳng hạn, người ta cũng dựng chuyện lên là cũng giả vờ là đấu tranh, rồi cũng giả vờ là đi ra tòa, rồi bắt giam, rồi đi ra tòa kết án, rồi xong rồi người ta giả vờ người ta đuổi ông Đài đi qua bên Đức. À, nhưng mà Đài là người cộng sản, đuổi Đài nó có Đức để Đài đi hoạt động. À, chứ còn tại sao là nhiều người mà đi tù nhân lương tâm nhiều vậy, mà tại sao không đi, tại sao không được đi ngoài, mà chỉ có một số người là thôi, cho nên chứng tỏ những người đi là những người cộng sản cay quá.
Người ta khẳng định như vậy các bạn. Nhưng mà cũng có cái lý của họ, tại vì các bạn biết rồi, cộng sản á, cộng sản trước đây nó bá đạo lắm các bạn. Nó đã từng gửi điệp viên mà qua cái những nằm trong lòng Việt Nam Cộng Hòa luôn, không biết à, mà những cái tay cộng sản này nó len loại vào, mà cuối cùng nó làm như thiếu tá đại tá trong Việt Nam Cộng Hòa luôn. Cuối cùng á, là 30 tháng 4 xong nhìn lại, ủa mày là cái cộng sản Măng Lon đại tướng không hả? Bá đạo lắm. Rồi hoặc là nó len loại vào nhà thờ, nó len loại vào nhà chùa, đặc biệt là nhà chùa, vân vân và vân vân. Cho nên cái những người mà hiện nay người ta lập luận tại sao rất là nhiều tù nhân lương tâm à, mà ở tù như vậy mà tại sao không được đi Mỹ, không được đi Đức, không được đi Canada, không được đi Úc, vân vân, mà tại sao Nguyễn Văn Đài đi? Như vậy chứng tỏ là Đài là cộng sản đưa qua à, chứ còn tại sao những người đó không đi à, người ta lập luận như vậy thì cũng có cái lý người ta chứ không phải là không. Như tôi nói các bạn, trước năm 1975 là cộng sản nó đưa người qua tình báo à, theo một cái dạng như vậy, thì bây giờ người ta cũng có quyền nghi ngờ như vậy các bạn à. Nhưng mà tôi xin thưa các bạn thế này này, ở đây tôi nói rõ một chút nha, tại vì cái chuyện à, mà cái đi cái diện tị nạn chính trị hoặc là đi định cư là tôi khá rành, nhất là ở Canada tôi khá rành. Ở Mỹ thì nó tự tựa như Canada nhưng mà cái diện nó hơi khác một chút, nhưng mà đại khái như thế này các bạn à, ví dụ như tôi nói trường hợp anh Đài nha, sở dĩ mà anh Đài anh đi qua được Đức á, tại vì sao các bạn? Tại vì là thứ nhất này, là anh Đài ở cái thời điểm đó trước khi ảnh vô tù, mà sau khi ảnh vô ngồi trong tù và khi mà ảnh ra tù cái lần thứ nhất đến lần thứ hai là anh Đài quan hệ rất là nhiều với các những rất là nhiều nước, ví dụ như Đức này, ví dụ như Mỹ này, rất là nhiều, kể cả Canada, kể cả Anh, quan hệ rất là nhiều các bạn. Và rất là nhiều quan chức chính phủ các nước này về mặt nhân quyền người ta biết rõ, luật sư Đài rất là rõ, tại vì nhờ cái tay quan hệ anh ta đánh động nhiều các quan chức nước ngoài, người ta biết đó là cái thứ nhất các bạn. Cho nên khi mà anh Đài mà bị bắt một cái là người ta lên tiếng liền à, nhất là cái ủy ban nhân quyền gì đó lên tiếng liền á, đối với Đức người ta không lên tiếng, bên Mỹ người ta không lên tiếng. Ok, khi mà anh Đài bị vô tù một cái là người ta đòi phóng thích, người ta yêu cầu phóng thích à, trong đó có Đức, trong đó có Mỹ chẳng hạn. Cho nên cái quan hệ của ông Đài mà trước khi mà ông vô tù và sau khi mà ông nằm trong tù và sau khi ông vô tù, quan hệ rất là tốt các bạn à, cho nên ông có vấn đề gì là người ta biết liền à, và tất nhiên những cái hội đoàn của Việt Nam, những cái người mà hải ngoại chẳng hạn à, ví dụ như là anh Ngô Kỷ chẳng hạn, anh cũng giúp cái chuyện rất là nhiều. Ví dụ anh có phỏng vấn Nguyễn Văn Đài rồi, trong thời gian đó anh cũng là đi à, cũng đi à, nói hội này hội kia để mà giúp đỡ chẳng hạn. Hoặc là gì nữa các bạn, Việt Tân cái này có công rất là lớn. Ok, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tại sao anh Đài lại được đi nước ngoài, cụ thể có Đức, tại sao? Tại vì anh Đài được một cái tổ chức bạo lạnh qua các bạn à, có tổ chức bạo lạnh qua mới được đi, không có tổ chức không qua được đi đâu. Tôi muốn đưa tôi giải thích cho các bạn nghe này, tôi giải thích các bạn nghe tại sao có rất nhiều tù nhân lương tâm 200-300 người, hiện nay có 300 người mà không đi hết. Tại sao không đi hết 300 người đi? Mà tại sao được có vài người đi? Chỉ có vài người đúng không? Đâu có nhiều đâu. Tại sao như vậy? Tôi nói thứ nhất là giải thích các bạn rồi. Người ta có, những người này, cụ thể anh Đài này, người ta có quan hệ rất là nhiều quan chức chính phủ các nước. Những người mà người ta làm việc về nhân quyền. Ok? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai quan trọng này, phải có người bảo lãnh. Thì anh Đài có Đức á, là đã có một tổ chức bảo lãnh. À, tuy chúng ta không biết tổ chức nào, mà tôi nghĩ đó là Việt Tân. Tôi nghĩ như vậy. Sau đây, lát nữa tôi chứng minh các bạn xem. Nó tóm lại là ông Đài qua Đức phải có một cái tổ chức bảo lãnh. Ok, bây giờ tôi nói rõ cái chuyện mà tị nạn chính trị các bạn nghe này. Tôi nói ví dụ ở Canada nha, Canada cũng nhận nhiều tị nạn chính trị lắm à, cũng nhận nhiều này. Ví dụ như một người á, mà hoạt động về chính trị, về gọi là đối lập chính trị ở Việt Nam, chống cộng sản chẳng hạn, khi người ta bị bắt, người ta đi tù về á, thì bây giờ là các nước tư bản á, là người ta đấu tranh, người ta yêu cầu thả và người ta chấp nhận, người ta nhận người. Thì cộng sản Việt Nam á, nó lợi dụng những cái tù nhân lương tâm này để nó đánh đổi về ngoại giao à, cái tụi Việt cộng sản nó bá đạo lắm, nó dùng chính những người gọi là tù nhân lương tâm này để nó đánh đổi ngoại giao. Đại khái là nó đòi yêu sách của Mỹ chẳng hạn, nó đòi yêu sách Canada chẳng hạn, nó đòi yêu sách Anh Đức chẳng hạn, một cái vấn đề gì đó bù lại là gì, nó thải cho người, nó thải cho hai người, nó thải bao nhiêu nó thải tùy nó. À, nó dùng những người này để đánh đổi. Thì như vậy chẳng hạn, bây giờ tôi nói chuyện Canada nha. Ví dụ như Canada chấp nhận là nhận mấy người tù nhân lương tâm,
Canada đồng ý rồi, có nghĩa rằng là những người này có thể đi vào Canada và được cấp giấy tờ hợp pháp để vào Canada, rồi sau này có thể sanh, rồi sau này đủ điều kiện thi quốc tịch chẳng hạn. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là Cộng sản Việt Nam cứ đưa người qua là họ nhận, không có. Không có. Nhà nước không có nuôi những người này, nhà nước không có nuôi những người tị nạn chính trị này, mà các bạn biết vì sao không? Tức là bản thân có một cái tổ chức nào đó hoặc là vài tổ chức nào đó người ta đứng lên, người ta làm việc với những cái người Việt tị nạn, những người Việt tị nạn. Ví dụ như ở Canada tôi thấy điển hình nhất là cái chỗ Voice của Trịnh Hội ấy. Là Trịnh Hội là phải đi từng nhà các bạn để mà hỏi. Bây giờ này, ví dụ bây giờ có ba tù nhân lương tâm này. Bây giờ Canada nó đồng ý nó nhận rồi. Nhưng mà để cho ba người này mà qua được Canada thì phải có những người sponsor, tức là những người bảo trợ các bạn. Ví dụ như là càng ngày Canada là càng gắt nha. Trước đây tôi không biết, nhưng mà hiện tại gần đây tôi nghe nói này. Ví dụ như để bảo lãnh một người tị nạn ấy, về chính trị nha, mà ở Canada thì phải có 3-4 gia đình mới được. Thậm chí là 10 gia đình mới được. Mà người ta căn cứ rồi income của người gia đình là như thế nào. Ví dụ gia đình này có income, tức là cái tổng thu nhập như thế nào, sau khi trừ những cái thành viên trong gia đình, mỗi gia đình còn dư bao nhiêu. Còn dư bao nhiêu, income phải khá một chút. Mà phải nhiều gia đình kia, phải 3-4 gia đình, thậm chí phải 10 gia đình kia mới bảo lãnh được một cái thằng tị nạn chính trị qua. Khi mà ví dụ như chẳng hạn có 10 gia đình rồi, cùng đồng sponsor, đồng bảo lãnh cho một cái thằng tị nạn chính trị qua, thì lúc đó cái người mà gọi là mới đi tù về ở Cộng sản Việt Nam, hoặc là đang đi tù mà bắt phóng thích ra ngoài, thì lúc đó cái người đó mới được làm giấy tờ, mới qua Canada định cư các bạn. Đâu có dễ đâu các bạn. Và tôi thấy cái chuyện này Trịnh Hội làm rất là nhiều trước đây các bạn. Anh ta đi rao, đi hỏi, đi tổ chức hội nghị, hội thảo, và anh ta kêu gọi những người để mà đồng sponsor cho những cái tù nhân lương tâm. Ý tôi nói như thế này các bạn. Ý tôi nói rằng không phải bất cứ tù nhân lương tâm nào mà bị cộng sản nhốt tù rồi được định cư nước ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì không có ai bảo lãnh, không có sponsor thì không thể đi được. Bên Mỹ cũng vậy thôi. Bên Mỹ ví dụ như là khi nhận một người tị nạn chính trị thì chính quyền Mỹ đâu có nuôi mấy người đó các bạn, mà phải có nhiều sponsor. Tùy nước quy định nha, bên Canada bắt nhiều người sponsor lắm. Lỡ người này đó, là nửa chân là quẹo cháu, phải có người khác. Mà trong thời gian bao nhiêu năm đó, thì tôi nghĩ bên Mỹ là vậy thôi, phải có những cái sponsor, phải có những cái người mà bảo trợ để bảo lãnh, cùng bảo lãnh cho cái người mà tị nạn chính trị này qua Mỹ. Tất nhiên là người ta bảo lãnh trong một thời gian nhất định thôi, ví dụ như 2-5 năm rồi phải tự làm tự ăn chứ, cái bảo lãnh cả đời nha. Nhưng mà đầu tiên phải có như vậy. Thì trường hợp anh Đài cũng vậy. Đài là một người tị nạn chính trị đúng không? Mà có rất nhiều người như Đài, chứ không phải riêng Đài. Nhưng mà Đài là được một cái tổ chức đứng ra bảo lãnh Đài của Đức. Và tôi nghi ngờ đó là Đảng Việt Tân. Như vậy các bạn clear rõ ràng chứ. Chứ có nhiều bạn nói, ủa tại sao nhiều tù nhân lương tâm không đi, mà tại sao Đài đi, chứng tỏ Đài Cộng sản phải. Tại vì Đài được có người bảo trợ. Hoặc là một người A, người B, người C được đi là được có người bảo trợ. Mà có nhiều tù nhân lương tâm ngồi mãi cả chục năm, 20 năm không có ai bảo trợ hết thì vẫn ở đó. Cho nên có rất nhiều người mà ở Thái Lan các bạn kia không có ai bảo trợ hết. Ngồi mãi chờ mãi thôi, mặc dù là cái như là Ủy ban tị nạn Liên Hợp Quốc gì đó đồng ý rồi, nước Mỹ người ta nhận rồi, Canada nhận rồi, nhưng mà không có ai bảo trợ hết, không qua được các bạn. Tại vì chính quyền Mỹ, chính quyền Canada họ không nuôi những người tị nạn, họ không nuôi. Mà phải có người bảo trợ, chứ không phải là tiền ngân sách đâu đi nuôi mấy người đó các bạn, không có đâu. Trước đây hồi lắc xe lơ tôi không rõ, nhưng hiện tại là cách đây chục năm là như vậy đó. Phải có người bảo trợ, không có người bảo trợ không đi được. Ở cả trăm năm đó mà thế à. Như vậy là tôi chia sẻ các bạn tại sao có rất nhiều tù nhân lương tâm mà không được đi nước ngoài, mà tại sao một số người đi thôi. Bởi vì một số đó người ta có quan hệ tốt và được những cái hội đoàn người ta giúp, người ta đi tìm người bảo trợ, cho nên mới bảo trợ họ được qua định cư nước ngoài. Còn rất nhiều người không tìm được người bảo trợ ở đó. Ở cả trăm năm ai bảo trợ không chịu thôi à. Như vậy các bạn rõ ràng đúng không? Ok. Quá rõ phải các bạn, đeo kiến vô. Bây giờ này tôi qua phần thứ ba này. Bây giờ mọi người nói là Nguyễn Văn Đài là một thằng cộng sản nằm vùng. Rất nhiều người nói như vậy.
Và cũng có một số người bên vực nói không, anh Đài có cách đấu tranh riêng của anh, không phải còn sáu năm bùng. Thì bây giờ các bạn hãy cùng tôi phân tích nha. Ok. Bây giờ có nhiều người đưa cái hình ảnh cũ thế này ra. Đây, ví dụ thế này. À, cái hình ảnh này là có lẽ là trước khi đi tù các bạn. Thì cái người mà ngồi gần anh Đài á, à, là ông này tên là Quang Luân, à, tên này là tên Trùm gọi là Trùm Bò Đỏ đây. Rất nổi tiếng các bạn. Và năm 2015 này, đây, người ta đưa cái hình ảnh này, người ta nói là Đài là cộng sản, tại sao lại có cái cờ đỏ sao vàng thế này? À, tôi xin thưa các bạn nha, lập luận như vậy là oan cho Đài nha các bạn. Oan cho Đài nha, tại sao có cái cờ này? Tôi đưa cho các bạn coi này. Cũng là cái chỗ đó này, mình ngồi góc độ khác này. Đây này các bạn thấy không? Đây này cái cờ đỏ sao vàng đấy. Cái cờ này đúng không? Các bạn quay lại nha. Đúng chưa? Đúng chưa? Cái cờ này đúng không? Đó, cái tủ này đúng không các bạn? Cái tủ này này. Các bạn thấy cái tủ trắng không? Các bạn quay lại nha. Đây, cái tủ này đúng không? Như vậy, đây là một hình ảnh chính xác như vậy các bạn. Thì cái chỗ này là chỗ nào này? Cái chỗ này á, là người ta nói gì? À, Đài VOA nói nha, quốc tế phản ứng mạnh mẽ về vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài. À, được chưa? À, cái Đài VOA người ta đăng này. Đây, tôi qua các bạn coi thời gian bây giờ, năm 2015 này. Đây. Ngày 17 tháng 12 năm 2015. À, tức là ông Đài ngồi vào một cái chỗ nào đó, cái chỗ nào quốc tế đó cũng biết nữa. Và trong đó có cái cờ Cộng sản Việt Nam. Và cái cờ bên cạnh, như tôi cũng biết cái cờ này như cờ châu Âu phải, cũng rõ nữa. Đó chứ. Yeah. Như vậy là những cái người nào mà đưa cái hình ảnh này mình lập luận anh Đài đứng đây vào năm 2015 đứng đây có cờ Cộng sản Việt Nam là Cộng sản là không có đúng. Cái chỗ này, cái chỗ cái quốc tế nào nó không biết nữa, mà người ta có treo cờ, có lẽ có đây là chỗ Liên Hợp Quốc hay nào mình cũng rõ. À, cái cờ, biết cái cờ giữa cờ gì hả, nhưng cái cờ bên cạnh là cờ châu Âu này, mấy cái sao này. Thế này. Thì như vậy những cái bạn nào mà đưa cái hình ảnh này mà có cờ đỏ sao vàng mà khẳng định Đài Cộng sản là không đúng. À, tại vì đây này, đó thấy chưa? Tôi nói này. Phản ứng quốc tế, phản ứng mạnh mẽ về bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài. Người ta vô tình người ta đứng đây thôi, thấy cờ đỏ sao vàng nó người ta cộng sản, nói như vậy đâu có được. Như vậy là trước đây á, trước đây rõ ràng á là Đài là cộng sản. Ví dụ như tôi giả sử như là trong cái thời gian á, là thời điểm là năm 1997 nha, mà Nguyễn Văn Đài mà tự ứng cử vào đại biểu quốc hội. À, mà thực tế nó bị trật rồi. Chính vì bị trật mà có lẽ là anh ta bất mãn. Ok, tại vì anh ta là người cộng sản, con cháu cộng sản. Nhưng mà tôi giả sử năm 1997 mà Nguyễn Văn Đài mà ứng cử mà được vào đại biểu quốc hội thì các bạn, what happened? Chuyện gì xảy ra các bạn? Liệu anh ta là có thể trở thành nhà đấu tranh không? À, cái chuyện này chưa biết nha. Cũng có thể, nhưng cũng có thể không. À, cũng có thể mà cũng có thể không. Đúng không? Giả sử như anh ta trúng vào đại biểu quốc hội bây giờ, như anh ta có thể là thứ trưởng bộ tư pháp không có biết đâu được, mà bây giờ ngồi chửi tôi nó không có. Bây giờ dám ngồi chửi tôi liền sợ gì. Cũng có thể là coi như là hiện nay là coi như là thứ trưởng hoặc là bộ trưởng nó không có rồi, nhưng mà cũng có thể là anh ta là một nhà đấu tranh nhân quyền như hiện nay. Cái khả năng này thấp nha, tôi nghĩ khả năng này thấp các bạn. Chính vì nhờ mà chặt thế này anh ta mới trở thành một cái luật sư về nhân quyền. Tại vì cái tôi nói trường hợp này á, là điều kiện này không có thật, tại vì sự việc nó đã xảy ra rồi các bạn, mà tôi giả sử như vậy thôi, tại vì tôi thấy cái hình là ngồi với cái ông con lùn. Được chưa? Ok. À, bây giờ này, khi mà anh ta mà đi qua Đức rồi, nằm vào năm 2018 rồi, thì Nguyễn Văn Đài, tôi nói các bạn, thành lập cái kênh luật sư Nguyễn Văn Đài, và anh ta đấu tranh liên tục, và anh ta cứ theo một cái đề tài gọi là đấu tranh dân chủ, đem lại đa nguyên đa đảng cho Việt Nam, mà đấu tranh nhân quyền, anh ta là luật sư nhân quyền các bạn, đấu tranh liên tục không mệt mỏi đến bây giờ luôn. Mấy nhân quyền hết đó. À, được chưa? Năm 2020 này đấu tranh tiếp này, đó cũng đấu tranh mạnh mẽ lắm. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài nói về nhân quyền tại Việt Nam, à, nói trên Đài VOA và có nhiều đài khác nha, vào năm 2020, vào 16 tháng 1. À, tiếp tục nha. Đến năm 2022 đấu tiếp, lần này là thất bại thảm hại. Thất bại đây là thất bại từ người Việt hải ngoại, từ người Việt ở Mỹ, và cái đám bò đỏ bên Việt Nam nó dựa cơ hội nó dập luôn. À, tôi không điếu luôn.